Em xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Huyền Đài Long Biên. Trong video ngày hôm nay, em xin phép được gửi đến các bác những nội dung sau. Thứ nhất, đó là về giá xe, tổng chi phí lăn bánh, nguồn cung hàng hóa của xe i10 trong tháng 2 năm 2021, đăng ký biển Hà Nội, biển tỉnh. Trường hợp các bác có nhu cầu mua trả góp thì em tính luôn cái chi phí ban đầu, số tiền vay, số tiền hàng tháng các bác trả bên. Thứ hai, về chương trình khuyến mại. Và thứ ba, đó là về thủ tục trả góp, lãi suất, thời gian vay. Em mời các bác cùng đến với phần đầu tiên, đó là về giá xe, chi phí lăn bánh, nguồn cung hàng hóa, chi phí trả góp. Đến với bản đầu tiên, đó là i10 1.2 ATH Hatchback, hay còn được gọi là số tự động một đầu. Giá xe tháng 2 là 395 triệu. Và giá bán cũng như trong tháng 1, tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội là 473 triệu 800 nghìn. Tổng chi phí lăn bánh biển tỉnh là 448 triệu 700 nghìn. Giá trên đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm và cam kết trong quá trình đi làm thủ tục đăng ký xe cho các bác không phát sinh thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Đối với các bác đang có nhu cầu mua trả góp thì chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị. Đối với các bác đăng ký biển Hà Nội thì chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị là 157 triệu. Và các bác đăng ký biển tỉnh thì cái chi phí ban đầu sẽ là 132 triệu 600 nghìn. Tương ứng với khoản vay là 316 triệu trong thời gian vay là 7 năm. Thì gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải trả là 5,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Về nguồn cung hàng hóa của xe i10 1.2 ATH Hatchback, hiện tại có những màu giao ngay sau. Thứ nhất đó là màu trắng, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu vàng cát. Trong trường hợp các bác xem video này tại thời điểm nào thì các bác alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0906 240 333. Em sẽ hỗ trợ cập nhật cho các bác những cái thông tin mới nhất. Đến với bản thứ hai, đó là i10 1.2 MTH Hatchback hay còn được gọi là số sàn bản lùn một đầu. Và giá xe trong tháng 2 là 363 triệu 500 nghìn. Tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội là 438 triệu 500 nghìn. Và tổng chi phí lăn bánh biển tỉnh là 414 triệu. Đối với các bác đang có nhu cầu mua trả góp thì cái chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị cho em. Đối với các bác đăng ký biển Hà Nội thì số tiền ban đầu sẽ là 147 triệu 700 nghìn. Và biển tỉnh các bác cần phải chuẩn bị là 113 triệu 200 nghìn và tương ứng với số tiền vay là 290 triệu trong thời gian vay là 7 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải trả là khoảng 5,5 triệu và dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Về nguồn cung hàng hóa, hiện tại i10 1.2 MT Hatchback bản đủ có những màu giao ngay sau. Thứ nhất đó là màu trắng, thứ hai đó là màu bạc và thứ ba đó là màu đỏ. Đến với bản thứ ba, đó là i10 1.2 MT Hatchback Base hay còn được gọi là số sàn bản thiếu một đầu. Và giá xe trong tháng 2 này là 324 triệu. Tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội sẽ là 393 triệu 600 nghìn và tổng chi phí lăn bánh biển tỉnh là 369 triệu 600 nghìn. Đối với các bác đang có nhu cầu mua trả góp thì chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị cho em. Đối với bác nào đăng ký biển Hà Nội thì chi phí ban đầu sẽ là 134 triệu. Và bác nào đăng ký biển tỉnh sẽ là 110 triệu. Tương ứng với số tiền vay là 259 triệu trong thời gian vay 7 năm. Và gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải trả là khoảng 4,9 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của xe i10 1.2 MT Hatchback Base số sàn bản thiếu một đầu. Chỉ có hai màu đó, màu trắng và màu bạc và hiện tại là đều có xe giao ngay cho các bác. Em mời các bác cùng đến với bản thứ tư, đó là i10 1.2 AT Sedan hay còn được gọi là số tự động hai đầu. Đây là bản cao cấp nhất của dòng xe i10. Giá xe trong tháng 2 là 408 triệu. Tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội là 488 triệu 900 nghìn. Và tổng chi phí lăn bánh biển tỉnh là 463 triệu 500 nghìn. Đối với các bác đang có nhu cầu mua trả góp thì cái chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị cho em. Thứ nhất là đăng ký biển Hà Nội là cần phải chuẩn bị là 162 triệu. Và biển tỉnh là 137 triệu sẽ tương ứng với số tiền vay là 326 triệu và trong thời gian vay là 7 năm.
Gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải trả là khoảng 6,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Về nguồn cung hàng hóa của xe i10 1.2 AT sedan thì hiện tại có những màu giao ngay sau. Thứ nhất đó là màu trắng, thứ hai đó là màu đỏ. Các màu còn lại các bác đang có nhu cầu mua thì các bác cứ alo cho em hoặc kết bạn Zalo với em. Em sẽ kiểm tra kho xe và cập nhật chi tiết cho các bác tại thời điểm đó. Em mời các bác cùng đến với bản tiếp theo, đó là i10 1.2 MT sedan hay còn được gọi là số sàn hai đầu bản đủ. Và giá xe trong tháng 2 là 383.100.000. Tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội là 460.700.000 và tổng chi phí lăn bánh biển tỉnh là 435.800.000. Đối với bác nào đang có nhu cầu mua trả góp thì chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị đăng ký biển Hà Nội thì chi phí ban đầu sẽ là 154.000.000 và bắt đầu đăng ký biển tỉnh thì chi phí ban đầu sẽ là 129.000.000 và tương ứng với số tiền vay là 306.000.000 trong thời gian vay là 7 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải trả là khoảng 5,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Về nguồn cung hàng hóa của xe i10 1.2 MT sedan bản đủ, hiện tại có màu trắng, màu đỏ, màu bạc giao ngay cho các bác. Cuối cùng, em mời các bác cùng đến với bản cuối cùng, đó là i10 1.2 MT sedan base hay còn được gọi là số sàn bản thiếu hai đầu. Giá xe trong tháng 2 năm 2021 này là 344.000.000. Tổng chi phí lăn bánh biển Hà Nội là 416.700.000 và biển tỉnh là 392.500.000. Trường hợp các bác có nhu cầu mua trả góp thì chi phí ban đầu các bác cần phải chuẩn bị. Biển Hà Nội sẽ là 141.500.000 và biển tỉnh sẽ là 117.300.000. Tương ứng với số tiền vay là 275.000.000 và trong 7 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên các bác sẽ phải thanh toán là 5,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần. Về nguồn cung hàng hóa của xe i10 1.2 MT sedan bay cũng chỉ có hai màu, đó là màu trắng và màu bạc. Và hiện tại là đều có xe giao ngay cho các bác tại thời điểm này ạ. Em mời các bác cùng đến với phần thứ hai, đó là về chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các phiên bản xe i10 trong mấy tháng 2 năm 2021 này. Các bác mua xe sẽ được tặng những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là bọc vô lăng da. Thứ hai đó là một bộ thảm để chân. Thứ ba đó là lọ nước hoa. Thứ tư đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng. Và đến với phần cuối cùng, em mời các bác cùng đến với thủ tục trả góp, lãi suất và thời gian vay. Thứ nhất về thủ tục trả góp thì giấy tờ các bác cần phải chuẩn bị cho em. Thứ nhất là chứng minh thư. Thứ hai là sổ hộ khẩu. Thứ ba là giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân. Và cuối cùng đó là một số giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập của các bác. Và tùy trường hợp cụ thể của từng bác nào đang có nhu cầu mua xe trả góp thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0906 240 333. Em sẽ tư vấn hỗ trợ chi tiết cho các bác. Phần thứ hai đó là về lãi suất. Thì tùy từng vào ngân hàng thì sẽ có mức lãi suất khác nhau, nhưng trung bình sẽ có mức lãi suất năm đầu tiên các bác sẽ được hưởng ưu đãi khoảng 0,7% trên một tháng. Và từ năm thứ hai trở đi, lãi suất sẽ theo biên độ dao động và rơi vào khoảng 0,9% trên tháng. Về phần thứ ba đó là về thời gian vay. Các bác được vay tối đa là 7 năm và tối thiểu là 3 năm. Trong thời gian vay đó, các bác có thể trả bớt gốc hoặc tất toán cái khoản vay của mình. Nhưng trong 3 năm đầu, nếu các bác thanh toán trước hạn và tùy từng banh thì mức phạt sẽ từ 1 đến 3% số tiền các bác thanh toán, và năm thứ tư trở đi thì sẽ không bị phạt. Khi các bác trả bớt gốc thì lãi suất những cái tháng tiếp theo sẽ tính trên số gốc còn lại cho các bác. Trên đây đó là toàn bộ thông tin về xe i10 trong cái tháng 2 năm 2021. Các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi và nắm bắt những cái thông tin xe Hyundai nói chung và xe Hyundai i10 nói riêng. Em sẽ cập nhật liên tục cho các bác. Em cảm ơn các bác và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Em chào các bác.